Gì nữa con? Chỉ con này ơi. Chỉ vụ gì? Mới sáng sớm mà chỉ cái gì? Nay sửa máy bơm hơi rồi ha. Ok. Dạ. Chỉ vụ gì? Nói. Chỉ con nại cái miếng này ra. Đâu? Trời ơi. Trời ơi, hay quá, sáng sớm gõ một cái. Mày bể luôn. Bể luôn hả con? Chứ đủ đạn mày. Trời ơi, sáng mày quậy tao rồi. Bể lá gió nó đâu sao đâu. Bể rồi, cái này khách khó tính, người ta chửi chết luôn con. Nói thợ thầy đâu làm ăn chất quớt vậy. Rồi sao, tình hình nó sao? Giờ nãy nó không ra. Đóng không ra, bể luôn đúng không? Đồ mắc dịch thì dễ ợt rồi con. Bác Sáu chỉ cho con một tiệc chiêu nè. Vô lấy bếp điện từ ra đây con. Cái gì cũng có cái chiêu của nó chứ á. Mà con quan trọng là con biết cách vận dụng nó hay không thôi. Rồi bây giờ coi như là cái này là một cái kinh nghiệm của con luôn nè. Dạ. Cái trường hợp này con đóng bể là không? Con làm hư một món đồ là, mỗi lần con làm hư một món đồ thì con sẽ có thêm một cái kinh nghiệm. Đặt lên. Ôi giờ nóng. Có gì đâu. Bây giờ con bật lên. Tăng hết nhiệt độ lên. Rồi. Cái miếng từ này sẽ làm cho này nóng lên và miếng ron á nó cũng nóng lên và nó tự động nó hở ra, con lấy cái vít con nại nhẹ cái nó ra liền, rất là dễ, đâu có khó khăn gì đâu con, được không? Rồi con theo dõi rồi nè, tối xì lên nè, thấy không? Thấy chưa? Thấy. Bây giờ mình có gì mình làm nấy, ở đây mình có biết điện từ thì mình làm nó dễ. Còn đối với những người ta không có biết từ thì sao? Bếp ga. Ừ, thông minh, thằng này thông minh bay. Bếp ga hoặc là khò ga, làm gì làm? Nóng rồi. Để luôn. Nóng rồi. Để nữa, để luôn. Rồi. Nại coi, lấy vít nại coi, nại nhẹ nhàng cái ga liền thôi. Có gì đâu con. Ga không? Ga rồi. Nhẹ không? Nhẹ. Trời đất ơi, đâu lật lên coi. Đó. Rồi tắt bếp được rồi đó con. Đâu lỗi em. Có gì đâu khó khăn. Trời ơi, cái chiêu dễ dàng vậy mà cũng không biết nữa. Rồi xong ha. Xong. Rồi coi như là làm được một cái bài nữa hả con? Dạ. Rồi cố gắng đi con. Cái bếp này bị hư rồi nè. Chào cái coi. Bye bye.